This meeting is being recorded. Anh em, ok là Chúa đã chờ em con, cho nên cảm ơn rất nhiều vì Ngài ở cùng tất cả anh chị em con, ở cùng con vinh hiến cho một ngày dài được bình an. Cảm ơn rất nhiều vì Ngài cùng với chị Thủy cho một ngày mới. Amen. Được vui, được sự bình an của Ngài. Cảm ơn rất nhiều vì anh chồng con đến trước Ngài và ngợi khen thờ phượng Ngài, học hỏi lời của Ngài và để cho lời của Ngài làm lễ trong đời sống con, để luôn dạy dỗ con, luôn nuôi đời sống tâm linh con, luôn nhắc nhở con và giữ vững niềm tin và mối quan hệ của con với Ngài, luôn chẳng duy trì một cách luôn luôn cho không bị ngắt đứt, không bị gián đoạn hay là không bị lui đi trong bất cứ hoàn cảnh, bất cứ giây phút nào. Chà, cảm ơn rất nhiều. Xin Ngài cùng tất cả chúng con, cảm ơn Ngài cầu cùng nguyện gia đình service. Amen. 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 Đăng bài. Đăng bài. Hãy thần linh của Chúa, bạn đi thấy biết không? Dạ, biết. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây, thần linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy một lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin hãy chạm đến chính tâm linh này, một linh đang khao khát Chúa. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa thánh linh Ngài, làm ra khát tâm lòng đang khát khao. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa thánh linh Ngài, làm ra khát tâm linh đang mòn mỏi. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa thánh linh Ngài, làm ra khát tâm lòng đang khát khao. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây, thần linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy chúng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin hãy chạm đến chính tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi con mưa thánh linh Ngài, lòng đôi mắt tâm đó đang khát khao. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta học trong Cô-rinh-tô 2 đoạn 10 tới đoạn 10, câu 10, câu 1 đến câu 11. Ok, mọi người đọc một câu. Tôi là Phaolô, bởi sự ngu mì nhân từ của Đấng Christ mà xin anh em. Tôi là người hàng họ lắm trong khi gặp mặt giữa anh em, nhưng lúc vắng mặt đối với anh em tỏ ra biết bao là dạng dĩ. Tôi này xin anh em chớ ép tôi, khi tôi sẽ có mặt phải dùng sự dạn dĩ mà tôi toan dùng nghịch cùng mấy kẻ kia, tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. Vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt, chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Phải những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu. Bằng bởi quyền năng của Đức Trời có sức mạnh để đập đổ các đồng lý. Nhờ khí giới đó, chúng tôi đánh đổ các lý luận
mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ. Cũng nhờ khí giới đó, chúng tôi sẵn sàng phạt kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy chọn chọn rốt rồi rồi. À, anh em cứ xem bề ngoài sao? À, bằng có ai quyết mình thuộc về Đấng Christ, hãy ngẫm nghĩ rằng nếu người thuộc về Đấng Christ thì chúng tôi cũng thuộc về Ngài. Do khi tôi khoe mình quý quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi để gây dựng anh em, chớ chẳng phải để hy diệt thì tôi sẽ không hổ thẹn. Xong, tôi chẳng muốn làm bộ dọa anh em bằng thơ từ của tôi. Có người nói rằng các thơ của người nặng lời và bạo mạnh, nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và có lời chẳng có giá gì. Kẻ nói như vậy, hãy nghĩ rằng khi chúng tôi vắng mặt lời trong thơ thế nào, thì khi có mặt việc làm cũng thế ấy. Amen. 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 Dạ, cảm ơn Chúa. Không biết chị Thủy muốn chia sẻ trước không? Nam đi. Nam hiến lúc sợ chị bận. Amen. Cảm ơn Chúa. Thì trong đoạn thánh này, chúng ta hôm nay chúng ta học về cơ nghiệp. Thì Paulo ông ông tỏ ra rất khiêm nhường trước mặt những người anh em của mình. Nhưng mà trong lời nói, trong gọi là trong việc mà bày tỏ đức tin, thì ông nói rằng ông rất là mạnh mẽ đó như vậy. Có nghĩa là ông đối với anh em tỏ ra biết bao là dạng dĩ. Nhưng lúc vắng mặt đối với anh em tỏ ra biết bao là dạng dĩ. Thì đối với em học được thì có thể follow sự dạng dĩ của ông là ở trong cái quyền năng của Đức Thánh Linh hành động cho đời sống của ông. Việc mà ông biến lời Chúa thành thịt của mình, việc mà ông bày tỏ danh Chúa Surik ra và ông sử dụng lời lễ học của Chúa để đặt nền tảng cho nhiều gọi là những lá thư của ông đó, những bài dạy của ông đó. Nó rất là mạnh mẽ trong việc đặt nền tảng cho không chỉ các hội thánh ở thời đó mà cho tất cả những hội thánh sau này. Ông gần như là tất cả những nền tảng thần học đều bắt nguồn từ Paulo. Thì đó là một trong những sự dòng dĩ mà là cái sự mạnh bạo á. Dòng dĩ nó có nghĩa là gì? Chúa thì đó là cái học được sự dẫn dễ của ông trong lời của Chúa, trong việc mà ông mặc lấy quyền năng của Đức Thánh Linh, ông khiến lời Chúa thành thịt của mình. Tôi này xin anh em chớ ép tôi khi tôi sẽ có mặt, phải dùng sự dẫn dễ mà tôi toàn dùng nghịch cùng mấy kẻ kia tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. Và vì chúng tôi vào sống trong xác thịt, chớ chẳng tranh chiến theo xác thịt, và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh không phải thuộc về xác thịt đâu, bằng đủ quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đòn lũy. Nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận mọi sự tự cao nó lên nghịch cùng sự hiểu biết của Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục. Cũng nhờ khí giới đó chúng tôi sẵn sàng phạt một kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lịch chọn rồi.
Thì sau mấy đoạn tiếp theo thì chúng ta thấy được là ông tất cả những điều ông làm là nó không phải là gọi là tỏ ra cái sự gọi là cái sự mạnh mẽ hay là cái sự gì đó nó ở bề ngoài, nhưng mà bởi cái cách mà ông bày tỏ nó, cái cách mà ông mặc lấy bản tính của Chúa như thế nào, và ông sử dụng lời lẽ thật của Chúa để bày tỏ ra cái quyền năng của Chúa Jesus. Nó không phải bởi gọi là cái cách tranh chiến về về xác thịt, có nghĩa là cố gắng tỏ vẻ bề ngoài của mình như thế nào, nhưng mà nó là về bề trong, có nghĩa là cái sự những cái lẽ thật của Chúa nó được thành hình trên đời sống của ông nhiều như thế nào, để nhờ những cái tất nhiên là chúng ta biết là lời của Chúa chỉ có sức mạnh đối với những người mà đã khiến cho lời đó thành thịt của mình rồi, chứ còn dù là họ có giỏi kiến thức bao nhiêu mà họ nói về gọi là họ cố gắng gọi là thuyết phục người khác hay là cố gắng gọi là bày tỏ kiến thức của mình ra, nhưng mà kiến thức nó chưa thành thịt đó, thì nó gần như mình sẽ thấy người đó giống như là người đó đang nói, nếu mình phát hiện ra được thì hoặc là người đó họ họ không mình không phát hiện ra được, nhưng mà có thể mình những người mà không có khiến cho lời thành thịt thì cái sự gọi là cái làm chứng của họ không bao giờ là nó đủ quyền năng để bắt phục bất cứ ai hết. Thường thì có thể là Chúa sẽ dùng những lẽ thật của Chúa để gọi là dạy dỗ một số người, nhưng mà những người mà chưa mặc lấy được bản chất của Chúa, lẽ thật của Chúa mà thành thịt của họ, để họ có thể giải bày những lẽ thật đó ra để cho người khác nghe và tin đó, thì thường thì những lời của họ nó nếu mà chưa thành thịt thì khó mà có thể bắt phục được ai hết. Tại vì đơn giản thôi, giống như chúng ta sống mà chúng ta nói một đường là một nẻo thì chắc chắn lời đó sẽ chẳng bắt phục được ai hết. Cũng như vậy thì ông Phaolô ông đúng là ông không có gọi là sống theo cái cách bề ngoài bằng việc hoặc là chẳng tranh chiến theo xác thịt bằng bằng cách gọi là xác thịt, nó cũng có nghĩa là sự không ngon về con người cũ, sự không ngon của thế gian này, hay là bằng những cái cách giống như là bằng bề ngoài kiểu cố gắng trở thành một người gọi là gì, elegance, người thiết thiết đó. Eloquence là người mà hay biện luận, hay giỏi thuyết phục người khác. Nói chung là bằng cách của thế gian hay sự không riêng thì ông kêu là ông không có làm theo cách đó, nhưng mà ông những khí giới của chúng ta là dùng để chiến tranh, không phải thuộc về sắc thịt đau, bằng bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đập đổ các đồng lý. Thì quyền năng của Chúa chỉ có lời của Chúa nó thành thịt trong đời sống của ông thôi, và khi lời thành thịt trong đời sống của ông thì nó bày tỏ rất là nhiều quyền năng. Thì bản chất của Chúa không thay đổi mà, khi mình có được bản chất của Chúa rồi thì mọi thứ khác nó đều tung ra hết. Khi nhớ là cảm Chúa thì từ đó anh em cứ xem bề ngoài sao, rằng có ai quyết mình thuộc về Đấng Christ. Anh ngẫm nghĩ rằng nếu người thuộc về Đấng Christ thì chúng ta cũng thuộc về Ngài. Amen, cảm Chúa. Và khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi để gây dựng anh em chứ chẳng phải hy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn. Xong tôi chẳng muốn làm bộ dọa anh em bằng thơ từ của tôi. Có người nói rằng các thơ của người nặng lời và bạo mạnh, nhưng đến khi có mặt thì người yếu đuối và lời nói chẳng có giá gì. Kẻ nói như vậy hãy nghĩ rằng khi chúng tôi vắng mặt, lời trong thơ thế nào, thì khi có mặt việc làm cũng thể ái. Thì cảm Chúa thì ông nói rằng là những cái điều mà ông khuyên, ông dạy dỗ một người đó, ông gây dựng một người, tất cả những điều đó nó chẳng phải là để hủy diệt hay là để khiến cho gọi là sỉ nhục họ hay là khiến cho là hổ thẹn họ, nhưng mà ông
những cái điều mà ông dạy dỗ họ là những cái điều mà Chúa đã làm trên đời sống của ông. Và nó thật sự lời Chúa đã thay đổi, gọi là ông nói rằng là giàu tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi. Đó là ông khoe mình về việc mà Chúa đã thay đổi đời sống ông như thế nào bằng lời của Ngài đó. Thì trong lời của ông thì ông nói rằng là ông tất cả những điều mà ông dạy mọi người nó đều là từ việc mà từ những cái điều rất là thực tế về việc mà Chúa đã biến đổi, Chúa đã ban cho ông điều gì. Thì ông muốn cho mọi người thấy được cái quyền năng của Chúa đã thay đổi, đã khiến cho ông mạnh mẽ như thế nào. Thì giống như việc mà chúng ta muốn cho mọi người biết về tiên lành nước trời, về quyền năng của Chúa, về con người mới đó. Thì ở lúc những điểm ta nói nó quá mạnh, nhiều người người ta nghe người ta cũng hay mình nói với người kêu con người mới là không bao giờ phạm tội, còn nói về việc con mình còn trở nên giống Chúa và làm những việc lớn như Chúa làm thì đó, những điều như vậy cực kỳ mạnh. Nên hồi xưa thì Phaolô ông cũng những cái lời dạy của ông lúc đó nó cũng khá là mạnh, chứ phải đơn giản, mà những người nghe thì họ cảm thấy họ thấy như vậy. Và cái ông nói với mọi người rằng là có thể là những người ở ở ở cái nơi hội thánh này á, họ vẫn còn cứ gọi là cái cách xác đoán về bề ngoài á, nên họ họ có thể là họ nhìn theo cái cách nào đó mà họ cứ nghĩ là ông Phaolô là bề ngoài cứ như vậy nên chắc ổng cũng chẳng có gì mạnh bạo đâu, kiểu như là nhìn thấy quá bình thường, một con người bình thường, chẳng có thấy cái gì là nổi bật trên đời sống ổng hết, có nghĩa là cái về cách bề ngoài ấy, thì họ cứ tưởng là ông đi là chỉ là cũng kiểu giống như là giống họ. Nhưng mà ông nói rằng là cái điều mà những gì mà ông nói là trong thơ thế nào thì điều đó thì việc làm đó, thì ông nói là kẻ nói như vậy hãy nghĩ rằng khi chúng ta vắng mặt lời trong thơ thế nào thì khi có mặt việc làm cũng thế ấy đó. Có nghĩa là cái lời của ông ấy, nó là thành đời sống của ông rồi. Và có thể mọi người ở trong hội thánh đó họ chỉ xác đoán về bề ngoài thôi, nên họ cứ nghĩ là ông cũng yếu đuối, ông cũng như họ, họ vẫn nghĩ về việc tranh chiến về xác thịt mà, kiểu là về cái cách thể hiện bề ngoài á, nhưng mà không hiểu về cái việc mà cái con người bên trong nó với lại cái con người quan trọng và nó sẽ thể hiện ra bên ngoài. Và tất nhiên là có thể là những người ở hội thánh đó họ chưa tiếp xúc nhiều với Phaolô nên họ chỉ đánh giá theo cái cách gọi là sơ sơ nhìn về cái cái bề ngoài của Phaolô và đưa ra cái lời nhận xét như vậy thôi. Thì cảm Chúa thì cảm Chúa thì trong bài học này em học được là có lúc nhìn bề ngoài thì chúng ta cũng chẳng có gì khác người khác hết, chúng ta không có gì khác hết, lúc chúng ta còn rất là bình thường. rất là bình thường, nói chung là bình thường hơn nhiều bình thường. Nhưng mà cái mà chúng ta có được đó là lời lẽ thật của Chúa, nó thành thịt trên đời sống của mình, và nó cái con người mà chúng ta đang sống đó là một con người mới. Và ở đây nhiều xin lỗi gì thấy ở đây có mấy cái con động vật kinh khủng lắm, cắn á. Ở đây nhiều con trùng á. Cảm Chúa thì alo chị thấy con nghe không ta? Alo. Alo. Chị thấy như tắt mic à. Nghe thấy đâu. Alo.
không nghe gì thấy nói gì thấy không? Chị nghe đó Nam ơi, chị nghe, chị nghe. Tại ta đó cho nên chị sợ ồn. Dạ. Nghe thì tới chúng ta cũng trong lúc chúng ta cũng như hơi gọi là đi ngầu ta cũng chẳng có gì khác hết, nhưng mà bên trong ta là con người đã mặc lấy con người mới giống như chú Suric. Và đời sống ta cũng biết là chúng ta không có gọi là tranh chiến về cái bề ngồi đâu, có nghĩa là về cái cách là về cái bề ngồi, về cái vẻ ngồi, hay là về cái gọi là cái sự mà đánh giá của con ngồi, của người ngồi theo cái cách mà ai giấu ai, bằng cái sự không ngon của lòng người, bằng cái thon điểm của tiêu chuẩn của lòng người á, thì có thể là nếu chúng ta sẽ chẳng lọt được vào trong mắt họ theo cái cách như vậy. Nhưng mà cảm Chúa thì chúng ta là những con người mới, và các cháu chúng ta sẽ là những con người gọi là đem ảnh hưởng, và cái sự ảnh hưởng chúng ta nó đánh giá không phải một hai ngày, nhưng mà nó là sự ảnh hưởng đến đời đời, nhất là nó sẽ kéo dài rất là lâu, sự ảnh hưởng của mình. Amen. Giống như Phaolô thời đó ông đâu có bao nhiêu người gọi là được đi theo ông đó. Bỏ hết trơn lúc mà ông vô tù đó. Nên tất nhiên thời của chúng ta sẽ khác rất là nhiều, vì thời chúng ta được Chúa Tiên Tri về việc Hậu Thánh của Chúa sẽ là Phượng Hoàng Đông Bay, mà nên chắc chắn chúng ta sẽ được nổi danh hơn nhiều. Nhưng mà về hiện tại, về thời gian đầu thì về thế gian này nó hay tính gọi là nó tính theo cái tiêu chuẩn, là theo cách của nó mà. Nên kiểu giống như mà mình chừng này tuổi rồi mà chưa có gì hết thì chẳng có gì đặc biệt hết á. Nhưng mà bao nhiêu tuổi cũng chẳng quan trọng, quan trọng là cái kết thúc nó hơn cái khởi đầu. Này nha, cái kết thúc của mình sẽ thật sự chắc chắn trở thành những con người mà trở nên giống Chúa, và đem sự ảnh hưởng của mình đến cho rất là nhiều người. Anh Chúa. Hôm nay cầu nguyện cho cơ nghiệp thì em học được là đôi lúc giống như những cái cơ nghiệp mà mình có được từ mục sư á, mục sư cường mình đâu có gì đâu nhưng là cũng chẳng giàu chẳng gì hết. Những cơ nghiệp mà sự bày tỏ mầu nhiệm của Chúa ban cho mục sư là những cái mà không thể đánh giá về ngầu mà có thể hiểu được. Có những người mà có quan hệ mật thiết với Chúa Suvik, có tình yêu và lẽ thật, thì mới thấy được thật sự là những cái điều mà mình được mục sư dạy, mục sư bày tỏ nó quý trọng như thế nào, và những cái điều đó là đúng rồi. Amen. Amen. Những điều đó nó đủ gọi là nó xây dựng được cho mình trở thành một con người thật sự tuyệt vời giống như Chúa. Thì đó là hôm nay con mình khởi nghiệp là nó không đánh giá về đôi lúc nó không thể đánh giá bằng bề ngoài. Ý là theo cái cách cũ á. Tại vì thế gian nó hay đánh giá theo cái cách cũ mà, giống như tiêu chuẩn của nó là phải hồi xưa thì ai mà giỏi làm ruộng thì người đó sẽ giàu. Bây giờ ai giàu mới tính thì người đó sẽ giỏi. Còn tương lai thì không biết như thế nào. Đó, kiểu là mỗi thời đại nó sẽ thay đổi mà. Nên những người đi theo Chúa là chúng ta là những người mà đi trước thời đại. Nên chưa biết được gì đâu. Thì có nghĩa là cái đánh giá về bề ngoài của con người theo cái cách cũ chưa đánh giá cái cuối cùng. Chỉ có gọi là những người thật sự biết được
điều gì xảy ra trong tương lai và biết được cái đích đến của mình sẽ như thế nào. Còn cảm Chúa thì cơ nghiệp của mình thì chắc chắn là trở nên giống Chúa rồi, đó là một cái cơ nghiệp tuyệt vời. Thì cơ nghiệp này không chỉ bây giờ mà và trong cõi đời đời mình còn đi miết nữa. Amen. Cái cơ nghiệp cấp đông cấp nước thì nó cũng tập sự cho mình về cũng cơ nghiệp đời đời sau này. Chúa ban cho mình một cái hành tinh vũ trụ rồi đó, một cái nơi ở đó để mình quản trị theo cách của Chúa. Vì Chúa chắc chắn là Chúa sẽ ban cho câu thái của Chúa mọi gọi là mọi cái cõi sáng tạo này. Ngày ngày cháu bây giờ mà ngày gọi là ngày ngày làm hết rồi đưa cho con cái ngài, chỉ đơn giản như vậy mình cũng thể thấy được là chắc chắn sẽ chúng ta những cuộc con cái của Chúa sẽ được nhận được cái phần nào đó trong cái vương quốc đời đời của Chúa, và mỗi người cứ lòng rộng cái ảnh hưởng nhất gọi là làm cho danh Chúa được vinh hiển đây bằng những công việc qua những cách quản trị của mình, qua cách cai trị của mình trên vùng đất đó. Qua cảm Chúa thì và cái mà cái công nghệ mà làm người đó, cái công nghệ đó là tuyệt vời. Công nghệ đó là nó sẽ đào tạo không chỉ là cho hiện tại mà cho tương lai chúng ta, còn có thể dạy cho người khác về cái công nghệ gọi là trở nên gọi là chúng ta trở thành giáo viên cho những người mà cần phải học lại những cái nền tảng căn bản. Khi mà những người mình vào trong nước Chúa mà họ chưa đọc được cái gì hết á, họ phải đi học. Chúng ta cảm Chúa việc mà cái công nghệ làm người, công nghệ đã nên giống Chúa ở đây. Cảm Chúa thì và gần đây thì chúng ta cầu nguyện về việc gọi là đánh trận đó, thì chúng ta thấy được là khi mà chúng ta đánh như vậy thì những cái điều đó nó xảy ra thì cũng thì chắc chắn những cái gọi là cái lợi phẩm á, tất nhiên khi mà quân địch thua thì tất nhiên chúng ta sẽ có được chiến lợi phẩm rồi, nên bằng cách nào đó mà chắc chắn sau này cái linh hồn của những người đó có thể bằng cách nào đó những chúng ta những người con cháu của họ hay sao đó sẽ trở thành gọi là cơ nghiệp của chính mình hoặc là của con cháu mình. Amen. 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 Cảm ơn. Cảm ơn Chúa. Điều quan trọng là cái câu cuối cùng mà ông Paulo nói là lời của ông như thế nào thì việc làm ông cũng như vậy. Nên cái việc của chúng ta là phải sống đúng với những gì mà Chúa dạy dỗ mình. Lời đó nó phải thành thiện trong đời sống mình. Cái bản chất của Chúa là cái mà không bao giờ thay đổi. Và đó là bản chất của Chúa là điều cực kỳ tuyệt vời, và nó là cái gốc cho tất cả mọi thứ. Vì chúng ta trở nên chứ đó nào ai mà tin ta làm những việc ta làm thì làm lớn hơn nữa. Ai tin ta và làm những việc ta làm, ai tin ta sẽ làm được những việc ta làm và làm lớn hơn nữa. Dạ, chúng ta biết tin là có nghĩa là đức tin là hành động mà, nên khi mà đời Chúa thành thịt trên đời sống của mình thì cái câu kinh thánh đó nó chắc chắn sẽ được áp dụng trên đời sống của mình. Mình sẽ tất cả những điều mà Chúa có được là sự sức giàu của Đức Thánh Linh gấp bội từ đồng loại, hay là sự ban cầu của ngài bởi các bảy thần của Chúa, và cả cái gọi là sự đại giải của Đức Thánh Linh không chừng mực đó. Trong cái thánh nói Chúa sâu được ban cho Đức Thánh Linh không chừng mực mà. Thì tất cả những điều mà Chúa có thì mình sẽ được có hết. Đó là cái chỉ cần bản chất giống Chúa là tin Chúa đó. tin đây mình hiểu là tin là hành động, tin là phải thật.
cảm Chúa. Ok em, cảm Chúa em cùng. Cái lời Chúa Đức Trời con, cho anh cảm ơn rất nhiều vì Ngài dạy dỗ con, cho con biết rằng chúng con khiến con mặc lấy bản chất giống Ngài sao. Ô thì tất cả những điều khác nó đến hết trên đời sống con, cho ô chúng con sẽ làm những việc này làm mình làm lớn hơn nữa sao. Anh cảm ơn rất nhiều vì Ngài dạy dỗ qua sứ đồ Phaolô cho để chúng con biết là ok mà ô chúng con không có gọi là nhìn về bề ngoài sao, nhìn về cách cũ cho cách của con người xác thịt chào là cái cách mà con người mà không có đi theo trật tự thần linh hồn thể xác chào là cách của con người đi theo cái luật sự không ngon riêng thế gian này và sự không ngon riêng ma quỷ hay sự không ngon riêng của xác thịt chào nó không đi theo gọi là cái tầm nhìn của Chúa chào sự khải thị sự bày gọi là cái tầm nhìn tương lai tầm nhìn đời đời của Đức Chúa Trời chào này nó sẽ không bao giờ hiểu được gọi là nó đánh giá được một con người gọi là mạnh mẽ đầy quyền năng một con người thành công thành đạt sẽ như thế nào sao. Nên cầu xin Ngài đã cùng con chơi mặc lấy một tạp chí đổi mới trong chúng con chơi để rồi chúng con không có gọi là sử dụng con người xác thịt giữa con người cũ đó sao để đánh giá điều gì đó sao, nhưng mà chúng con sử dụng con người mới của mình chơi để đầu nhận biết ý muốn của Chúa và bước đi trước tất cả gọi là chúng con cùng với Chúa để gọi là hoạch định một cái chương trình tuyệt vời cho đời đời cho tương lai cha, chứ không phải là những điều cũ kỹ, những điều mà đã bị Babylon thế gian này nó làm lộn xộn rồi cha. Ô cầu xin Ngài cùng chúng con chơi đi đâu chúng con là trở thành ô những tổ phụ cha, ô trở thành những người gọi là ông tổ của một cái điều gì đó cha, ô trong lĩnh vực mà Ngài kêu gọi chúng con chơi từ chúng con ra cha, ô sẽ sinh ra được các cư gọi là các dân các nước trời qua chúng con chơi sẽ ra được một cái dân nào đó ô họ đi theo một cái hệ thống nào đó mà ô được chúng con được ăn ngủ cùng với Ngài mà để sinh ra được cái hệ thống đó sao ô, và các con các cháu của chúng con nó sẽ được đẻ ra từ trong hệ thống đó sao ô, và chúng con sẽ trở nên những ông tổ trở nên ô gọi là những người mà sinh đẻ ra ô tất cả những cái linh vật mới cho xã hội sao ô, tất cả những cách mới của thánh linh của Ngài sao ô, cầu xin Ngài cùng con cho hướng dẫn con sao ô, rồi chúng con ô những cơ nghiệp mà Ngài ban cho con chà ô nó chắc chắn sẽ được thành hình chà ô, khi mà chúng con biết và mặc lấy bản chất của Ngài chà, chúng con biết ô tin tưởng vào Chúa Jesus chà ô, sống với những gì mà Ngài dạy bảo con chà ô, chúng con ô chịu gọi là đau gọi là trong thời kỳ mang thai con chịu đừng trả giá một thứ chà ô, và chúng con chịu đựng để mặc lấy những bản chất của Ngài chà để đầu những bản chất của Ngài những sự thay đổi, những sự thay đổi biến chuyển từ dây của Chúa và chúng con ô, nó làm sạch chúng con chào tới nó khiến cho đời sống con gọi là cái tâm tính của con cho nó trở nên vàng cho linh hồn của con ngày càng gọi là nhân xác với đứa thần linh của Ngài chào con ngày càng hiểu biết hết tâm tình của Đấng Christ chào cả ngày rất nhiều Chúa con ô, xin Ngài hãy cùng con chơi ô để đầu trong những cơ nghiệp ô về chính bản chất của Ngài chào con gọi là hình thành đầy đủ tay chân mắt mũi chân ô của Đấng Christ con chơi không phần nào của Đấng Christ mà trong con thì thiếu hết chào ô, cầu xin Ngài con hướng dẫn con cho cùng cũng như tất cả các anh chị em con chơi để họ ô cùng tuyệt vời như con như vậy sao để đậu chúng con phần nào đó ô, chúng con gọi là bị vẫn còn chưa đầy đủ thì ô anh chị em con hướng dẫn con nhắc nhở con nâng đỡ con chữa trị con sao để đậu ô các phần tâm hồn để Đấng Christ được thành hình đầy đủ trên đời sống con chơi ô, và ô có thể là bề ngồi ô trên đất này con sẽ chẳng có gọi là gì thay đổi, nhưng về trong chúng con sẽ đổi món hàng ngày chào ô đổi mới tuyệt vời ô, giống như các cái con sẽ ô cảm ơn rất nhiều Chúa con ô, xin Ngài cùng với các anh chị em con sẽ cùng với Chúa Trung chào để đạo Chúa Trung là người có được cơ nghiệp là gia đình của mình sẽ có được cơ nghiệp là những điều gọi là những anh gọi là nơi nào đó mà Chúa Trông được Chúa kêu gọi sao, nhất là ở trong vấn đề về con cái của mình sao, trong vấn đề về những cái trong vấn đề về mối quan hệ cha con sao, trong gia đình sao, cầu xin Ngài đỡ trông sao, trong những đang đề vấn đề này sao, Chúa Trông được Chúa dạy dỗ, được Chúa huấn luyện sao để đâu Chúa Trông trở nên một chuyên gia, một gọi là một người đại giải những sự không ngon hiểu biết trong lĩnh vực này sao, và Chúa Trông sẽ là những người bày tỏ lẽ thật ở trong cái lĩnh vực về
gia đình, về con cái, trả ô về lĩnh vực mối quan hệ cha con, cha tôi đầu tôi chú Trung sẽ là người mà gắn kết lại nhiều mối quan hệ cha con trong các gia đình. Cha tôi đầu ông người con và có thể làm người con trở về làm người cha già, và sự đủ xã của chú sẽ không đánh tiên tắc này, cho không đánh vào các gia đình mà có những mối quan hệ tan vỡ. Trời thì tất cả những gọi là cái sự xấu, tất cả những điều ác nó đều sinh ra trong việc mà trong gia đình, mối quan hệ của gia đình có vấn đề. Trả cô cậu xin ngài cùng trong cha đi đâu hướng dẫn ở cùng về dỗ trong cha để đâu trong con hàng liền có được những cái sự hiểu biết, có được những sự bày tỏ thật của ngài cha để đâu trong con ngài sẽ trở nên người mà đem cái sẽ thật gieo trồng các giống tinh thần nước trời ô vào trong các mối quan hệ cha con, cha tộc, các mối quan hệ về gia đình. Cho con cảm ngài rất nhiều suy con, tôi xin ngài ở cùng chú Trung và con cái chú Trung trả ở đâu. Ô con cái chú Trung là thằng cơ nghiệp của chú Trung trả ô, và từ trong cái những người con cái của chú Trung trả ô thì ngài sử dụng con của chú Trung ô trở nên cũng có thể là người mà sẽ ảnh hưởng đến cái lĩnh vực mà con cái chú Trung đang gọi là bị mắc, bị gọi là đang bị mắc dính vào đó trả ô, là những cái gọi là Babylon của đặc tính liên ái, chào cũng đập nát tất cả những Babylon đặc tính liên ái này, chào và cũng kéo tất cả những linh hồn của con chú Trung về cho ngài, chào để đầu con chú Trung được làm sạch cái lưu tâm của mình chơi để đầu ô nhìn biết về gọi là cái thật của chú chơi ô, không còn bị sự mờ tối của thế gian này, không còn bị con Babylon giao dọc thế gian này nó lừa dối chào và không nhìn ra được một cái mình là ai. Chào con xin ngài hãy ở cùng và hãy từ trong gọi là chú Trung là người nhận biết là thật của ngài cha ô thần linh, chú Trung ô gắn liền với ngài cha thì ô thông qua đó ô chú Trung sẽ kéo được con của mình cha ô để đập bật mở hay tất cả những sự tối tâm nào đó trong lòng của con cái mình chơi để đầu con cái của chú Trung trở thành có nhìn thấy được sự sáng ở trong chú Trung chơi, ô thấy được muối ở trong chú Trung chào, nhờ vào đó mà con cái chú Trung được chữa lành, được đi được kéo từ nơi tối tâm qua nơi sáng láng của ngài chào, và được chúa chữa cho ô tin nhận ngài cha trở thành con người mà ô sẽ giải cứu nhiều linh hồn, nhiều cái bạn trẻ cũng rơi vào trường hợp mà bị con Babylon đồng tính liên ái nó ăn nút chào cả ngày rất nhiều. Chúa con ô xin ngài ăn cùng với tất cả anh chị em con chơi ô đi học, chúng con cũng luôn gọi là có được có tương giao và thiếu với ngài cha ăn tương giao với ngài cha, việc riêng với ngài cha để rồi chúng con đẻ ra những dân những nước chơi, đẻ ra những con người có bản tính giống Chúa. Đầu tiên nhất là chính đời sống con cha ở qua đó đẻ ra những con người khác nữa, con cái chúng con chơi ô những người mà ngài giao trong con cha ở để họ ra trở nên những con người giống Chúa cũng con cha, để họ ra trong tin lành nước Đức Chúa Trời. Chào ơn cảm ngài rất nhiều, Chúa con ô con dân tất cả các anh chị em con bên cho ngài, chào con cùng nguyện danh Đức Chúa Jesus, amen amen. Cảm tạ Chúa, cảm ơn anh chia sẻ, cảm tạ Chúa mà chắc chắn là Chúa sẽ ban cho em chia sẻ. Hay tôi là Paulo, bởi sự nhu mì nhân từ của Đấng Christ mà xin anh em, tôi là người hèn hạ lắm trong khi gặp mặt của anh em, nhưng lúc vắng mặt đối với anh em tỏ ra biết bao là dạn dĩ. Tôi này xin anh em chớ ép tôi, khi tôi sẽ có mặt phải dùng sự dạn dĩ mà tôi toàn dùng nghịch cùng mấy kẻ kia tưởng chúng tôi ăn ở theo xác thịt. Cảm tạ Chúa. Ở đây thì cảm tạ Chúa, sứ đồ Phaolô thì sự nhu mì, thì tất cả những điều nhu mì của sứ đồ Phaolô thì chúng ta đều biết rồi. Là sứ đồ Phaolô ông làm những cái điều gì mà ông nói là ông làm, mà ông làm theo Đấng Christ. Cảm tạ Chúa, ông nhường chỗ để cho Đấng Christ hành động trong đời sống của mình. Vì thế mà ông ấy dám khẳng định rằng là tất cả cái điều ông ấy làm đều mạnh hết. Cảm tạ Chúa. Thì hôm nay em học được cái sự dùng sự giản dị, giản dị rất là hay. Tại vì trước kia mình sống theo cái con người cũ và Chúa cũng chưa mở trí sáng cho mình, nên là mình
luôn không có sự giản dị. Mình không mình chậm hiểu là do vì lỗi tại mình, là mình không đưa ra những câu hỏi. Mà trong khi mà hôm nay chú bày tỏ cho em cái đoạn châm ngôn là người nào trả lời trước khi nghe thì là kẻ điên dại, trong châm ngôn có câu đó người nào trả lời trước khi nghe là điên dại, thì khi mình không đưa ra câu hỏi thì làm sao mà có câu trả lời được. Như vậy mình đi ngược trật tự, nên là mình không đưa ra câu hỏi là mình không thể nào mình nhận được câu trả lời được. Cũng như mục sư của mình có cái bài giảng nào đó về cái điều đó đấy, câu trả lời nó nằm ở câu hỏi, nhưng mà nó phải có câu hỏi trước thì mới có câu trả lời được. Cảm thấy cái sự giản dị làm như vậy đó. Khi ông đến với các sứ đồ khác thì các sứ đồ khác ấy, thay vì là giản dị hỏi xem nó là cái điều gì, thì người ta hay có và bây giờ cũng vậy, rất là nhiều người vậy, thay vì người ta đến người ta nói cho mình cái câu chuyện này đó thì giản dị hỏi xem đầu đuôi thế nào và học được cái bài học gì, thì lại không chịu lắng nghe và không chịu đưa ra câu hỏi, và thay vào là nhận được thì họ cuối cùng họ không nhận được, hay vì nhận được câu trả lời của Chúa thì họ sẽ không nhận được, bởi vì họ không đưa ra câu hỏi thì họ không được nhận, mà khi họ đã không nhận được thì họ lại sống như là đây ông nói là tưởng chúng tôi ăn ở thác xác thịt. Cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ Chúa. Thì cái sự giản dị thì mình cũng học được ở cô Marie khi mà thiên sứ đến, thì bà đấy tức là tính nhu mì mà cũng là giản dị luôn, và đã giấu lời của Chúa ở trong lòng. Cảm tạ ơn Chúa giấu, nhưng mà bà cũng cầu nguyện hỏi Chúa vì điều gì mà Chúa đưa ra thì Chúa cũng ấy. Cảm tạ Chúa. Thì là khí giới của sứ đồ Phaolô thì chúng ta thấy các bản tính của ông, và những gì mà chúng ta được ngày hôm nay cũng là nhờ những cái khí giới của ông ấy. Khí giới chính là cái điều ông bắt chước Đấng Christ, và ông ấy gieo cái hạt giống của tinh lành nước trời của Ngài. Và chúng ta là những cái cây mà của ông đã từng gieo hột cách đây hơn 2000 năm. Biết ơn là sứ đồ Phaolô. Cũng các sứ đồ khác họ cũng cầu nguyện cho mình rất là nhiều. Và mình bây giờ cái thời mình là cái thời mà em Nam lúc nãy có nói là thời chim phượng hoàng, là thời ở trên cao. Chúa thì có các thời kỳ của Ngài. Và cái thời kỳ của sứ đồ Phaolô thì ông nhận được cái hạt giống từ trước đó rồi. Nhưng mà cái thời mình thì mình lại được nhận cả các cái hạt giống của các sứ đồ khác nó gieo vào, cả sứ đồ Peter nữa. Mình có cả những cái sự mà cầu nguyện của các sứ đồ khác nữa. Mô-xe. Nhiều. Không, cái từ thế hệ sứ đồ mà. Thế hệ tiên tri nữa, đã đặt nhiệm từ tiên tri cho em. Không, chỉ là mình được nhận cái đấy rồi, nhưng mà còn nhận cả được sứ đồ Piazza nữa. Các cái điều đó nữa. Từ sáng tới khi. Đó, cảm tạ ơn Chúa. Thì đó, mình cơ nghiệp của mình rất là lớn luôn. Cái sự dạn dĩ của mình là mình phải siêng năng, là những điều gì mình đến với người cha của mình và Đức Chúa Trời và Đức Tạo Hóa của mình và hình ảnh của Ngài thì trong tất cả luôn đó. Mình dạn dĩ, mình lắng nghe xem cái câu chuyện đầu đuôi thế nào, mình lắng nghe sự dạy dỗ của Ngài, và cái điều gì mình không biết thì mình hỏi, thì mình sẽ học được rất nhiều. Và mình không có sự giản dị mà mình chỉ có thay vào đó mà nhìn cái điều đúng điều sai thì sẽ không ra được cái kết quả được. Thì cái người nào mà trả lời trước khi nghe thì là ngu hơn hết. Nó trong sách châm ngôn là nói rõ ràng để mình phải nghe, mau nghe chậm nói, chậm nóng giận thì mình mới có được cái sức mạnh của Chúa, là sức mạnh giản dị còn tại Chúa. Sao dạn dĩ thì hôm nay em nhìn thấy em Nam. Nam hôm nay chị thì biết không? Dạ, yeah, chị nghe. Nói chị nghe tuyệt đi. Vời. Tuyệt vời, đi thờ phượng Chúa nha. Cái hồ ao Bethesda, ở cái hồ ở đây có cái hồ em gọi là cái ao Bethesda của Chúa. Đẹp lắm. Đứng trước
Đấy, đứng trước các bạn trẻ quá dạn dĩ nhặt rác dọn sạch để ngợi khen Chúa, đánh đàn cho em hát tuyệt vời lắm. Đã nhỉ, quay video tuyệt, không quay nhưng mà đứng ở trước các bạn trẻ làm gương dọn sạch cái bãi đó, dọn sạch cái bãi rác ấy. Mà ở chỗ đó là nhiều em trẻ à? Dạ nhiều mấy em trẻ không? Toàn mấy bạn thanh niên 18, 19, 20, có cả 30, họ ở đây hồ mát mà, nhưng mà ở đây họ, họ ấy lắm, họ thiếu cái văn hóa nước trời nên là họ vứt rác lung tung Babylon, mà môi trường họ không giữ sạch gì cả, mà cái hồ đẹp mát nghỉ mát mà họ ngồi trước đống rác mà ấy nhá. Mà đấy là người ta còn để cho cái đựng rác ở đấy rồi ấy, mà nó còn vứt bừa ra. Đó. Rác của hiến cho nam em... nên phải lo thích khe trước đi. Lo chăm mai sóc. Mốt em... Mai mốt em nam em cho em cái ý tưởng là báo với đi cái ông cái ông gì nhỉ? Tổ trưởng. Ghi một cái giấy của ông tổ trưởng là cho đề nghị chính quyền là cho mấy cái thùng rác đặt ở các cái khu vực đó. Làm sạch đẹp môi trường mà. Em không biết là em có gửi được cái giấy cho ông tổ trưởng không, nhưng mà kiểu gì em cũng phải in mấy cái tờ giấy dán ở đấy là có bao vứt rác, xin vứt vào trong bao, cấm vứt tung tung. Chắc chắn em phải in mấy cái giấy em dán vào khu vực đấy. Cái hồ nó quá xinh luôn, Abitida của Chúa mà nó vẫn đầy rác. Cái đó là về văn minh á. Văn minh á, mình tập cho người ta trước là khởi sự từ mình á, là người ta ảnh hưởng. Amen. Thì cái văn hóa về nước trời cần phải được bày tỏ trong đời sống của mình. Như Paulo nói là gì mình nghe thì mình phải làm. Còn tại Chúa thì xin Chúa làm cho thành những điều mà Ngài mong muốn trong đời sống của mình. Và mình luôn luôn khiêm nhường trước Ngài trong tất cả mọi con người. Thì trước chúng ta nó cả là một ngọn đồi Babylon, nhưng mà Chúa nói là sức mạnh ta đủ cho các ngươi rồi. Đó, sự yếu đuối của các ngươi là phải trở nên sự mạnh mẽ. Chúa, mình là sức mạnh của Chúa. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Ô Chúa ơi, chúng con cảm tạ Ngài vì bài học của Chúa dành cho chúng con ngày hôm nay. Ngày hôm nay Ngài cũng cho chúng con được mở sâu kiến thức nước trời của Chúa. Chúa ạ, trước con thừa nhận rằng trước kia con ngu dại, con thiếu hiểu biết nên con không chịu lắng nghe, mà con không đưa ra câu hỏi nữa, nên là con chậm phát triển về mặt sự khôn ngoan. Mà cảm tạ Chúa, đi theo Ngài thì Ngài đã nhu mì nhân từ mà dạy con, để con cũng biết nhu mì hiền lành nhân từ, và Chúa cũng mở cho con để con được nghe nhiều hơn và đưa ra câu hỏi nhiều hơn, để con được nhận công việc của Chúa trong tấm lòng con nhiều hơn để thực hành. Chúa, con cảm tạ Ngài, và Ngài cũng cho con lắng nghe trên sứ đồ Phaolô, và sứ đồ Phaolô nói rằng hãy bắt trước ông như ông bắt trước đứng viết vậy. Chúa, và chúng con bắt trước ông trong sự bài học hôm nay. Chúa cho con đó là nhu mì dạn dĩ, cảm tạ ơn Chúa để có được cái giới mạnh của Ngài. Chúa ạ, cảm tạ ơn Ngài rất nhiều. Và con cầu nguyện cho bản tính này của Chúa được hình thành trong hội thánh trời thương của chúng con, là tổng hợp tất cả những anh chị em của chúng con, từ mục sư của chúng con cho đến chú Trung, cô Chi, cho cô Hương, và cho cô bé, cho em Nam, và cho con, và cho tất cả những người thân của chúng con nữa. Chúa ạ, Ngài nói rằng khởi từ nhà Ngài, nên là Chúa ơi, tất cả điều gì phải khởi từ những người mà dám hạ mình dạn dĩ đi trong Ngài. Chúa, chúng con cảm tạ Ngài rất là nhiều. Chúa ơi, cảm tạ ơn Chúa, và Chúa ơi, chúng con nhận điều tốt đẹp này cho cơ nghiệp của chúng con, đó là các linh hồn ở trong đời sống mà sẽ nhận biết Chúa qua chúng con. Chúa, họ sẽ nhận những gì mà chúng con cầu nguyện ngày hôm nay. Chúa,
Bởi vì chúng con nhận được điều gì cũng từ sứ đồ Phao-lô từ cách nhiều năm về trước. Và Chúa ơi, cái nền tảng của Chúa nó vững mãi còn đến đời đời Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Nó không bị giới hạn bất kể thời gian hay không gian Chúa. Nhưng tất cả những người sau này chúng con nghe chúng con về tin lành nước trời này, họ đều biết được rằng đó là từ Chúa ban cho chúng con, và họ từ chúng con mà họ đến đời họ, và họ khi họ cầu nguyện biết ơn chúng con bao nhiêu thì họ phần thưởng của Chúa cứ đổ trên họ bấy nhiêu Chúa, vì trật tự của Ngài là Ngài chính là chúng con Chúa. Chúng con cảm tạ Ngài và chúng con dâng hết vinh hiển cho Ngài. Chúng con yêu Ngài và chúng con yêu mục sư của chúng con. Chúng con yêu anh chị em của chúng con Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Và chúng con yêu tất thể người thân và những người xung quanh trong đời sống của chúng con. Và chúng con cảm tạ ơn Chúa rất là nhiều. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Amen. Hôm nay mình học một Corinto Phao-lô, thư của sứ đồ Phao-lô. Thì anh chị em mình cũng đi trong dòng chảy tiên tri sứ đồ, là dòng chảy mặt tâm tình rất là gần gũi với Đấng Christ. Giống như Phao-lô nói, hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Christ. Thì sứ đồ tiên tri là rất là cao trọng, để mà mình sẽ nói trong cái sự uy quyền của Chúa, sự dạy dỗ trong cái sự xác tín, và có những cái vũ khí sắc bén bởi gươm của Thánh Linh. Chứ không phải là như ông hôm nay á, là có người á, thì xét đoán ông. Thì lúc ông, tất cả các thư của ông hầu hết là viết từ ở trong trong tù ông viết ra. Thì chỉ biết chắc rằng là tất cả những, và khi anh chị em của mình, khi mình ở trong Đức Christ, mình biết rồi, có những khi Thánh Linh làm cho mình nóng bỏng đó, là mình nói trong cái uy quyền của Chúa, là mình nói để vạch mặt luôn. Mình xác tín rằng là mình rất là thương cái linh hồn đó, chứ không phải là mình nói trong xác thịt để mà mình nói cho nó thỏa mãn cái xác thịt của mình, để mình diệt cái con người anh em mình, nhưng mà mình đập diệt cái con người Babylon đó, nó ở nằm ẩn ở trong đó, để mình để cho cái linh hồn, cái người mà mình công bố tin mừng của nước trời á, để cho họ tỉnh, cái linh hồn tự nhiên tỉnh. Đó, mà thân xác nó phải cái xác thịt với cái Babylon nó phải buông tay ra, nó phải buông ra cái linh hồn đó, để linh hồn đó được cáo trách. Tại vì khi mình đọc thư của Phao-lô, tại vì chị được chạm và được học rất là nhiều, là hầu hết là thư của Phao-lô, và chị rất là ngưỡng mộ ông. Thì ổng là rất là sắc bén, lời nói của ổng rất là sắc bén, và ổng cũng không nể mặt ai, ngay cả Pierre là ổng cũng vạch mặt luôn. Trong Galat ổng nói là đừng giả hình. Cho nên cái cuộc đời mình đi theo Chúa, mình rất là khôn ngoan, mình không có phải lý lẽ với người phàm, nhưng mà mình lý lẽ với cái bản mặt, mà bộ mặt giả hình của những cái con người mà tự xưng mình là một cơ đốc nhân hoặc là một cơ Kitô hữu, mà không nhận biết đúng cái nguyên chất bản chất là chính Đấng Christ, là cái nguyên tắc giá trị tin mừng nước trời, mà chỉ có nói những cái giáo lý mà phàm nhân á, thì mình cũng phải đập diệt, mình cũng phải bắt nó phải câm miệng. Để mà mình không cho nó có một cái lý lẽ nào để mà bẻ gãy cái tin mừng vương quốc của Chúa. Thì ở đây á, thì có những kẻ hả nói rằng á, khi thư từ thì nói rất là hùng hồn, nhưng mà khi mà gặp mặt á, thì khúm núm, nhu mì, nhu nhược. Đó là bản chất của ông. Ông là bản chất của ông là bản chất khiêm nhường. Còn khi mà ông viết thư ra là ông lúc đó là Thánh Linh là đã cáo trách những cái hội thánh, mà ông nóng lòng là ông phải bắt buộc ông phải viết theo lệnh của Chúa. Ông luôn hay nói rằng tôi nói theo lệnh của Chúa. Nhưng mà ông khiêm nhường. Thì giống như anh chị em của mình, là khi mình đánh chặn là mình biết cái sự tách bóc, là mình đập phá và hủy diệt kinh tởm lắm những cái vũ khí của Chúa cho. Nhưng mà khi mình gặp mọi người, mình cũng đâu có phải là một những cái kẻ mà hung dữ, nhưng mà Chúa Cha ban cho mình những cái quyền đó. Nhưng mình gặp mặt thì mình cũng là người bình thường thôi, mình cũng là người cũng khúm núm, cũng nhẹ nhàng, lịch sự, yêu thương, chứ chẳng lẽ như thế nào nữa, phải không? Ở đây thì chắc chắn rằng là mình không dùng bất cứ một cái xác thịt, đặc biệt là những
là cái bằng cái hành động của mình với cái thái độ của mình là không thể nào mà mình sống theo cái kiểu mình vẫn sống trong cái xác phàm nhưng mà mình không chiến đấu theo xác thịt. Và cái lời nói của mình cũng như hành động không thể nào mà ăn miếng trả miếng, hoặc là cái người đó nói làm cho mình quê quá, mình phải nói để cho cái người đó phải phải quê luôn. Nhưng mà mình phải biết rằng là cái con người đó rất là tội nghiệp, bởi vì họ không có được Chúa như mình. Hồi xưa mình cũng cái thuộc dạng kẻ này. Nếu mà mình không nhận đấng Christ thì mình cũng là thuộc dạng hàng thấp như vậy. Mình rất là thương, nhưng mà mình không thể nào chiều theo theo tội lỗi, chiều theo cái dòng chảy tội lỗi của người ta. Nhưng mà mình luôn trước tiên là luôn lắng nghe trước. Lắng nghe để suy xét họ bị ở cái điểm nào, và họ bị yếu cái điểm nào, và họ bị lừa dối cái điểm nào. Thì khi lắng nghe hết rồi thì mình sẽ trình bày và mình sẽ nói. Mình nói không nương tay. Và khi người ta không chịu nổi thì mình biết rằng là cái sức của người ta không chịu nổi, thì mình nói theo tùy theo khả năng người nghe nữa. Thì ông cũng nói rằng là ông đang sống trong xác phàm nhưng không chiến đấu bởi xác thịt. Cái khí giới mà ông chiến đấu là không phải là cái thứ khí giới về xác thịt. Thì biết rồi, xác thịt thì dẫn đến sự chết thôi. Thì ở Galati, ở trong Roma cũng vậy. Ai hướng về xác thịt thì dẫn đến sự chết, không bao giờ đẹp lòng Đức Chúa Trời. Còn ai hướng về Đức Thánh Linh thì luôn có sự sống và sự dẫn dắt của Đức Thánh Linh, của Đức Chúa Trời, nơi Đức Chúa Thánh Linh. Thì ông nói rằng là ông không có dùng cái khí giới của xác thịt, nhưng nhờ ân điển của Đức Chúa Trời và sức mạnh để mà đánh đổ hết tất cả các đồn lũy mà có những cái tư tưởng, những cái giáo lý, những cái kiểu mà cái kiểu mà phàm nhân á, và cái thái độ kiêu căng và cái sự để mà chống lại cái sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Cái này mình không thể nào mình bỏ qua được. Nếu mà mình biết rằng là cái thuộc dạng mà có những cái hội thánh mà nói là không nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời này, rồi Đức Thánh Linh là chỉ là khí gì đó, những cái này là mình không nương tay, mình phải đập cho nó tan nát cái này ra. Cái đó là một cái sự dối trá. Thì đó, ông nói là chúng tôi, cái câu 6, cũng nhờ khí giới đó mà chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục khi anh em đã chịu lụy chọn rồi. Chúng tôi sẵn sàng sửa trị mọi kẻ đã bất tuân, và một khi mà anh em đã hoàn thành vâng phục, hoàn toàn vâng phục, thì ở đây là khởi sự cũng phải bắt đầu từ chúng ta, từ chính cả bản thân chị và tất cả cái đội thành viên đội quân đặc nhiệm của mình, là sự đau phục Chúa, vâng phục Chúa. Vì nếu mà mình là cái con người nếu không được trải nghiệm và vâng phục Chúa, chính mình sẽ ảnh hưởng về Chúa thiệt nhiều, thì người ta đến với mình, mình mới là người gây cái sự ảnh hưởng cho xã hội. Mà mình chưa có cái sự ảnh hưởng của Chúa nhiều bề dày bao nhiêu thì mình không thể nào thay đổi ai được. Tại vì cái sự ảnh hưởng của Chúa rất là lớn trên mình thì mình mới thay đổi cái đồn lũy của mình đây nè. Đó là cái con người mà nó mỗi ngày nó mà lơ tơ mơ, thì mình phải làm việc với trừng trị và phải phạt nó. Đó thì đó là con người cũ. Còn con người mới là mình luôn có cái sự xây dựng rất là dày với Chúa và có mối quan hệ rất là bề dày với Chúa, thì mình mới đi ảnh hưởng được với xã hội. Đó là sự vâng phục và đầu phục Chúa. Đầu phục Chúa thì khi mình đầu phục Chúa là nó sẽ bắt đầu nó đi vào cái quỹ đạo của Chúa, là theo sự trật tự, là Ngài dẫn mình đi trong cái trật tự của Ngài rồi. Thì nó đi đâu thì đạt thắng đó, đánh đâu thắng đó. Chứ còn đó, thì cảm ơn Chúa. Ông nói rất là sắc bén, ông nói cho bể mặt cái con người mà tự nói ông á, là khi trong thư á, thì nói nghe hùng hồn lắm, nghiêm khắc lắm, nhưng mà có mặt thì nói chẳng ra gì, đúng không? Đó, nhưng mà ông nói rằng là khi ông vắng mặt, ông viết thư làm như thế nào thì khi ông có mặt thì ông cũng sẽ hành động như vậy. Ông nói cho dù mà câu số 8,
Câu 8, dầu khi tôi khoe mình khí quá về quyền phép Chúa đã ban cho chúng tôi để gây giận cho anh em chứ chẳng bao giờ phải hủy diệt, thì tôi sẽ không hổ thẹn. Thì trong sách này thì chị đọc rằng là cho dù tôi có tự hào quá đáng đôi chút về quyền mà Chúa ban cho tôi thì để xây dựng chứ không phải để đánh đổ anh em, thì tôi cũng không lấy làm xấu hổ. Đó là đúng là cái quyền mà Chúa ban trên sứ đồ tiên tri, là một cái lời nói rất là sắc bén để mà xây dựng, để làm ích cho tin mừng vương quốc, để xây dựng chứ không phải là để đạp đổ. Mà ông phải khoe mình về ở trong Chúa luôn, chứ ông không có tự hào cái kiểu xác thịt mà ông khoe luôn. Thì giống như bữa nãy Nam nói rằng là nhìn bề ngoài của người giáo sư của mình là tầm thường, nhưng mà ở bên trong thì những cái điều mà cái màu nhiệm cao sang mà Chúa ban cho, để mà nó cũng rất là khác với tất cả những cái lãnh đạo, những cái hội thánh khác. Nó rất là mạnh, cái dòng chảy đúng là sứ đồ tiên tri. Thì phóng ra là những cái tên lửa của Chúa và gươm. Mà tất cả những cái lửa và gươm đó là trước là Chúa cho mình hưởng trước, để mà mình phải đập diệt cái con người cũ của mình để con người mới luôn đạo phục Chúa. Thì ông không có khiêm nhường quá lẽ, nhưng mà ông cũng khoe ra luôn là ông cũng tự hào về cái quyền mà Chúa ban cho ông, cái quyền tiên tri với lại sứ đồ nè, để mà ông sẽ nói và xây dựng hội thánh chứ không phải là để mà đạp đổ anh em. Thì rất là tuyệt vời. Cho nên ai có tự hào thì tự hào trong đấng Christ, chứ không phải là những cái gì mà mình có ở trên đời này. Và một cái điều mà con người hơn nhau ở cái đích cuối cùng thôi, chứ không phải là tự hào những cái gì mà mình cho là mình có ở đời này. Nhưng mà luôn nhìn, luôn chăm chăm mắt nhìn, giống như Môsê chăm chăm mắt nhìn cái phần thưởng ở phía trên, là mình cũng chăm chăm linh hồn luôn hướng về vương quốc của Chúa, là những gì mình lãnh nhận ở nơi đó, chứ không phải là cái vấn đề là ở trên đất này, là cơm áo gạo tiền Chúa Ngài sắm sẵn cho mình để mình lấy những cái điều đó để mà là một cái xí cụ để mà mình dùng cho cái công việc vương quốc của Chúa thôi. Như ông cũng vậy thôi, ông cũng là con người mà tự làm kiếm sống, trang trải hết và lo hết. Nói chung là cái tính cách của Phaolô rất là ngầu. Chị thì rất là thích cái con người của ông, là dạng nào cũng chơi tới được hết á. Pharisee với lại đứng mà ra tòa mà biện hộ, hay là cỡ nào ông cũng đương đầu. Xin Chúa cho mình theo cái dòng chảy sứ đồ tiên tri này cũng rất là khó sự khôn ngoan và mạnh dạn, chứ không phải nhát đảm. Và bất cứ mọi hoàn cảnh nào là mình cũng phải mở miệng để mà mình chống trả lại những cái sự giáo lý sai quấy, mà để đi nghịch lại cái sự hiểu biết của Đức Chúa Trời. Yeah. Amen. Hôm nay mình cầu nguyện cho cơ nghiệp. Thì cơ nghiệp thì chắc chắn chính là Chúa rồi. Thì mình xin Chúa Ngài cũng cho mình luôn ảnh hưởng về Chúa, đời sống của mình là phải luôn phải mặc lấy Chúa, và chắc chắn là một cái cơ nghiệp lớn để mà mình cũng đi mang cho đến khi vào vương quốc của Ngài. Và nếu mà không có cái bản chất của Chúa thì mình sẽ bị thiên vị, yêu người này hoặc ghét người kia, hoặc là mình có những đôi khi mà mình yếu lòng mà mình không có biết xét đoán như thế nào. Nhưng mà cho mình thật sự để thiệt là dày ở trong cái đời sống hôn nhân với Chúa đó, để cái cơ nghiệp nó thật sự là nó phải dày đặc lên và làm việc với con người của mình mỗi ngày. Amen. Nhân lời cầu nguyện. Lạy Cha, chúng con cảm tạ người khen Cha nhiều lắm. Cảm ơn Cha Ngài dạy dỗ cho chúng con theo cái dòng chảy sứ đồ tiên tri, nơi cái hội thánh mà Chúa trao quyền trên các tôi tớ của Ngài. Cảm ơn Chúa để gây ảnh hưởng
trên đời sống anh chị em của chúng con. Và hôm nay chúng con được học ở nơi sứ đồ Phao-lô. Ông cũng có cái tâm tình của Ngài rất là tâm tư với Ngài. Chúa ạ, ông luôn hay nói rằng tôi sống không còn phải là tôi sống như Đấng Christ sống trong tôi để mà thực hiện tất cả mọi việc mà Ngài đã giao phó cho ông. Thì giờ đây như ông nói rằng hãy bắt chước tôi như tôi đã bắt chước Đấng Christ, cho chúng con thật sự ảnh hưởng đời sống của chúng con mỗi ngày để mà mang bản chất của Ngài. Ngài là cơ nghiệp đời đời của chúng con, và Đức Thánh Linh là của cầm cơ nghiệp, và cũng là Đức Thánh Linh là đứng mà giúp cho chúng con để mà chúng con có một cái cơ nghiệp rất là dày đặc ở nơi Ngài, là mang cái bản chất của Ngài chúng ạ. Chỉ có mang bản chất của Ngài chúng con mới đi đến ở bất cứ một lĩnh vực nào chúng con cũng ảnh hưởng mạnh, mà trước tiên là cho chúng con trước, và chúng con hoàn toàn để mà vâng phục Ngài, đầu phục Ngài trên đời sống của chúng con, bước đi là đời sống là vâng lời, vâng phục, và vâng lời không phải chỉ một và hai, và hoàn toàn chú ạ, hoàn toàn đặt hết tất cả cái đời sống của chúng con trong bàn tay của Ngài chú ạ, để chính Ngài tể trị trong tất cả mọi lời nói, mọi hành động, mọi việc làm, những đi đứng của chúng con, để tay chân chúng con, miệng mắt tai để nghe những cái điều mà trong cái sự tâm tư để suy xét và để gây dựng và làm ích cho người xung quanh của chúng con, chứ không phải dùng những cái xác thịt để mà đạp đổ chú ạ. Chúng con cũng nhân danh Chúa Jesus Christ, chúng con cũng đập diệt từng thành viên trong cái đội quân đặc nhiệm của chúng con, ngay cả thầy giáo của chúng con, về có con người xác thịt, con người cũ, con người mà Babylon, mà có lời nói mà cũng bị, nếu có lỡ dạy mà chúng con nói trong xác thịt thì xin Chúa vô hiệu hóa tất cả những lời nói đó, xin Chúa đập diệt cái con người xác thịt đó ra khỏi đời sống của chúng con chú ạ. Con người đó nó phải tiêu diệt mỗi ngày và chết mỗi ngày chú ạ. Chúng con cầm vũ khí không phải là vũ khí xác thịt, mà vũ khí và khí giới mà chính Đức Chúa Trời ban cho chúng con, để chúng con đập diệt cái con người thuộc xác thịt mỗi ngày chú ạ. Đó là cái để con chúng nó là một cái đồn lũy mà để chống lại cái sự hiểu biết của Chúa chú ạ. Con chúng con đập diệt cái con người đó chú ạ. Con cảm tạ Chúa, và cũng cầu nguyện xin những tất cả những ý tưởng của Chúa, tất cả những sự hiểu biết của Chúa và những sự mặc khải của Chúa qua những tôi tớ của Ngài theo dòng chảy sứ đồ đi, để mà chuyển tải cho tất cả những cái hội thánh chú ạ, đặc biệt hội thánh tại Việt Nam, những người lãnh đạo để được nghe. Và chúng con cũng là những người mà Chúa sai chúng con đi, để chúng con đi phá đổ và đi vạch trần những cái đồn lũy mà gian dâm với thế gian, những cái hội thánh gian dâm với thế gian, những cái hội thánh mà tự xướng chú ạ. Chúng con cũng dùng cái quyền mà Chúa ban cho chúng con để mà đập phá và hủy diệt, để chúng con cũng vạch trần hết tất cả những giáo lý giả dối, và chúng con chính Chúa Ngài cũng dùng chúng con để xây và chồng lại và tin mừng vương quốc của Ngài. Và chúng con nằm vùng ở tất cả những lãnh đạo mà những cái nơi hội thánh mà chính Ngài đã sai phái chúng con đi chú ạ. Như chúng con mỗi lời chúng con nói là mỗi lời chúng con nói, mỗi hành động chúng con làm là khởi sự từ Ngài và kết thúc bởi Ngài, và Ngài dùng chúng con, môi miệng chúng con như miệng của Ngài để nói những lời cao trọng, nói những lời cao trọng để xây dựng cho hội thánh, và đặc biệt xây dựng cho tất cả những con người mà đến với chúng con chú ạ. Chúng con yêu tất cả các linh hồn, những con người mà Chúa đã tạo dựng nên, tất cả bất kể ai, bất luận ai chú ạ, những người thấp hèn, những người ăn xin ăn mày, họ cũng linh hồn của họ nó cũng nghe ngửi như chúng con, rất là quý giá trước mặt cha cha. Chúng con yêu họ lắm chú ạ. Xin Chúa Ngài ban chúng con là những người bạn trẻ đây có một ý tưởng, một cái sống tư tưởng của Đấng Christ, ý tưởng của Đấng Christ, và chúng con nuôi trong lòng của chúng con để chúng con thực hiện ý muốn của Ngài trên đời sống của chúng con. Và chúng con cầu nguyện chúc phước trên cơ nghiệp của anh Trung, người anh của con đây. Cảm ơn Chúa Ngài cũng kêu gọi anh và làm cho anh trở nên một cái tay binh lính của Chúa. Và xin Chúa tiếp tục Ngài huấn luyện anh trên đời sống của anh, và mỗi ngày để Ngài sửa dạy anh, để anh cũng trở thành một người sắc bén để cho Ngài sử dụng trong những ngày sau rót này chú ạ. Và xin Thánh Linh của Chúa luôn hoạt động trên anh và dạy dỗ anh, cũng như hướng dẫn anh trên đời sống đi theo Đấng Christ, để mặc lấy sự hiểu biết của Đấng Christ
Bởi vì chỉ ở trong Ngài là chúng con có tất cả, mà chúng con có tất cả, chúng con có sự hiểu biết khôn ngoan, chúng con có đầy đủ, Chúa ạ. Cảm ơn Chúa, và nguyện Chúa chúc lành, chúc phước trên từng anh chị em của chúng con và em Hiến Nam, thầy giáo cũng như cho con đây, Chúa ạ. Mỗi ngày chúng con phải làm sạch cái tấm lòng của mình, làm sạch cái tấm lòng của mình để chúng con được vào nơi chí thánh và thờ phượng Cha đích thực trong thánh linh và trong chân lý và lẽ thật cùng với Chúa Jesus Christ, và chúng con cảm tạ. Chúng con ngợi khen Cha trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm tạ Chúa. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm tạ Chúa. Bữa nay chị Amen. Kết thúc nha. Dạ. Cảm ơn Chúa.